Kính mừng Maria đầy ân phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Chúa Giêsu con lòng bà cũng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mẹ cầu nguyện cho chúng con được toại nguyện, có đầy đủ phương tiện thông báo tin mừng của Thiên Chúa Giêsu đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Con cầu nguyện luôn ơn và danh nghĩa của Thiên Chúa Giêsu. Amen.